Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn lịch sử địa lý lớp 4 trang 23 đến trang 26, sách Chân trời sáng tạo, bài 6, một số nét văn hóa ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thì sau khi học xong bài này, em sẽ mô tả được một số lễ hội văn hóa của các dân tộc ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ, ví dụ như là lễ hội Gầu Tàu, Hát Then, Múa Xòe Thái, lễ hội Lồng Tồng, Chợ Phiên Vùng Cao. Khởi động, những hình ảnh dưới đây gợi cho em điều gì về đời sống của các dân tộc vùng Trung Du và miền núi phía Bắc? Thì các em quan sát hình 1, múa xòe kết hợp với nhảy sạp của người Thái Sơn La. Hình 2 là sản phẩm thổ cẩm được bày bán tại chợ phiên Cán Cấu, Lào Cai. Thì những cái hình ảnh này gợi cho em biết về ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ thì tổ chức nhiều lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc, bên cạnh đó còn có các chợ phiên bán các sản phẩm thủ công do người dân làm ra. Tiếp theo khám phá một nhỏ lễ hội truyền thống. Đọc thông tin và quan sát các hình 3, 4, 5, 6. Em hãy kể tên một số lễ hội tiêu biểu ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Cho biết các lễ hội này được tổ chức như thế nào và có ý nghĩa gì? Thì hàng năm người dân ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ thì thường tổ chức nhiều cái lễ hội văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc như là lễ hội Gầu Tàu, lễ hội Lồng Tồng, lễ hội Hoa Ban. Ai nhỏ lễ hội Gầu Tàu? Thì lễ hội Gầu Tàu của người Mông thường được tổ chức vào đầu năm mới để mà cúng tạ trời đất, cầu phúc, cầu mưa, thuận gió hòa và mùa màng bội thu. Thì trong lễ hội thì có các trò chơi dân gian truyền thống như kéo co, nè, đánh cù, rồi múa kèn, múa ô, thổi sáo, thì hát đối giao duyên. Các em quan sát hình 3 trò chơi kéo co trong lễ hội Gầu Tàu, hình 4 là biểu diễn múa ô trong lễ hội Gầu Tàu. Rồi B nhỏ, lễ hội Lồng Tồng. Thì lễ hội Lồng Tồng là cái nghi lễ nông nghiệp cổ xưa của dân tộc Tày Nùng. Lễ hội thì thường bắt đầu vào những ngày đầu của năm mới. Thì trong lễ hội, một người đàn ông có uy tín sẽ đại diện cho dân bản cày đường cày đầu tiên để mà lấy may mắn cho vụ mùa. Sau đó thì chủ lễ và các gia đình trong bản thì sẽ chuẩn bị các mâm lễ để tiến hành nghi thức cúng tế. Các quan sát hình 5 ở đây là nghi thức cày đường cày đầu tiên trong lễ hội Lồng Tồng, Thái Nguyên. Và hình 6 là nghi thức dân mâm lễ trong lễ hội Lồng Tồng ở Tuyên Quang. Thì tiếp đến là các trò chơi dân gian như là đánh quay, kéo co, đẩy gậy, thi cấy lúa, đặc biệt là thi ném còn. Như vậy các em hãy quan sát hình 3, 4, 5, 6 thì kể tên một số cái lễ hội ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Rồi cho biết các lễ hội này được tổ chức như thế nào và có ý nghĩa gì? Thì một số lễ hội tiêu biểu ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đó là lễ hội Gầu Tàu của người Mông, lễ hội Lồng Tồng của người Tày Nùng, lễ hội Đền Hùng ở tỉnh Phú Thọ, lễ hội Sương Giang ở tỉnh Bắc Giang. Thì các tổ chức và ý nghĩa của một số lễ hội như là lễ hội Gầu Tàu và lễ hội Lồng Tồng thì thường được tổ chức vào đầu năm mới để cúng tạ trời đất, cầu phúc, cầu mưa, thuận gió hòa và mùa màng bội thu. Lễ hội Đền Hùng thì được tổ chức vào đầu tháng 3 âm lịch, ngày chính hội là mùng 10 tháng 3 để tưởng nhớ công lao dựng nước của các vua Hùng. Tiếp theo, hai nhỏ múa hát dân gian. Đọc thông tin và quan sát các hình 7, 8, em hãy kể tên một số loại hình hát múa dân gian tiêu biểu ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thì bên cạnh các lễ hội truyền thống của các dân tộc Tày Nùng Thái ở vùng núi phía Bắc thì còn có các loại hình ca hát, ca múa hát dân gian như là hát then, múa xòe Thái. Rồi đây là những cái loại hình nghệ thuật độc đáo mang đậm bản sắc văn hóa, giữ vai trò quan trọng trong đời sống của cộng đồng các dân tộc vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thì năm 2019, di sản thực hành then của người Tày Nùng Thái được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Năm 2021 thì UNESCO
đã công nhận nghệ thuật xòe thái là cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Thì các ông quan sát hình 7, hình 8. Hình 7 là Hào Khắc Thang, Tuyên Quang, hình 8 là Múa Xòe Thái, là Yên Bái. Như vậy chúng ta trả lời câu hỏi, đọc thông tin và quan sát các hình 7, 8. Em hãy kể tên một số loại hình múa hát dân gian tiêu biểu ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thì một số loại hình ca hát múa dân gian tiêu biểu ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đó là hát then, múa xòe thái, ba nhỏ, chờ phiên vùng cao. Đọc thông tin và quan sát các hình 9, 10, em hãy cho biết chợ phiên vùng cao được tổ chức vào thời gian nào? Em ấn tượng nhất điều gì về chợ phiên vùng cao? Thì chợ phiên vùng cao, chợ phiên là một cái nét văn hóa độc đáo của các dân tộc ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Thì thông thường chợ phiên mỗi tuần tổ chức họp một lần và bán các nông sản, sản phẩm thủ công do chính người dân làm ra. Các em quan sát hình 9, nông sản được bày bán ở chợ phiên của người Mông Hà Giang. Hình 10 là một góc chợ phiên ở Điện Biên. Thì những người đến chợ phiên đôi khi không chỉ mua bán trao đổi hàng hóa mà còn để gặp gỡ bạn bè, giao duyên, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc. Vì thế nhiều người đã chọn cho mình một bộ trang phục truyền thống đẹp nhất để mà xuống chợ, góp thêm nhiều màu sắc cho bức tranh phiên chợ vùng cao thêm sinh động vui tươi. Rồi các em trả lời câu hỏi, đọc thông tin và quan sát hình 9, 10, em hãy cho biết chợ phiên vùng cao được tổ chức vào thời gian nào? Em ấn tượng nhất điều gì về chợ phiên vùng cao? Thì chợ phiên vùng cao được tổ chức mỗi tuần một lần và bán các nông sản, sản phẩm thủ công do chính người dân làm ra. Điều em ấn tượng về chợ phiên vùng cao là những người đến chợ phiên rồi thì không chỉ mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn để gặp gỡ bạn bè, giao duyên, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc. Khi tham gia chợ phiên thì nhiều người đã chọn cho mình một bộ trang phục truyền thống đẹp nhất, góp thêm nhiều màu sắc cho bức tranh phiên chợ vùng cao, thêm sinh động và vui tươi. Tiếp theo luyện tập, em hãy mô tả về một lễ hội văn hóa của các dân tộc ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ theo các gợi ý, tên lễ hội, thời gian, hoạt động chính ý nghĩa. Ví dụ như là lễ hội Gầu Tàu, thời gian là tổ chức vào đầu năm mới. Hoạt động chính là tổ chức các trò chơi dân gian truyền thống như là kéo co, đánh cù, múa khèn, múa ô, thổi sáo thì hát đối, giao duyên. Về ý nghĩa thì cúng tạ trời đất, cầu phúc, cầu mưa gió thuận hòa và mùa màng bội thu. Tiếp theo vận dụng, các em sẽ đóng vai trong vai một hướng dẫn viên du lịch. Hãy giới thiệu một nét văn hóa đặc trưng của người dân ở vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Như vậy qua bài học này thì bằng sự hiểu biết của mình chúng ta hãy đóng vai một hướng dẫn viên du lịch để chúng ta giới thiệu về một nét văn hóa đặc sắc của người dân vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn lịch sử địa lý lớp 4. Thì sau khi xem xong các em thấy thích thì hãy chia sẻ mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt và chào tạm biệt các em.